Vâng, Từ Gỗ Độc Đáo xin kính chào toàn thể các anh các chị ạ. Vâng, trong video ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến anh chị một tác phẩm rất tuyệt vời được chế tác trên chất liệu là gỗ trắc đỏ đen như chị nhé. Vâng, trước mắt các anh chị đang là một tác phẩm mà một đôi cá xiêm tài lộc bằng chất liệu gỗ trắc đỏ đen rất là tuyệt vời ạ. Em mời các anh chị cùng thưởng lãm tác phẩm này cùng chúng em nhé. Vâng, đây là một tác phẩm mà một đôi cá xiêm hay là còn được gọi là cá trọi đấy ạ. Chất liệu là gỗ trắc đỏ đen với kích thước là cao 66, rộng 1,03 m và chiều sâu là 45 với giá là 7,6 triệu, bên em bao phí vận chuyển nha anh chị nhé. Vâng, chỉ có 7,6 triệu cho một tác phẩm siêu to đẹp bằng chất liệu gỗ trắc đỏ đen này ạ. Vâng, với một cái tác phẩm với kích thước to như này và bằng chất liệu gỗ trắc thì đa phần thì không thể nào có liền nguyên khối được mà chúng em có phải ghép như chị nhé. Cố gắng làm được cái cốt của tác phẩm là liền lạc và ghép những cái chi tiết phụ xung quanh để tạo được cái độ to đẫy và cái độ sum xuê hơn cho tác phẩm thôi ạ. Mà các anh chị cũng có thể yên tâm là chúng em là làm rất là kỹ lưỡng rồi, bằng keo chuyên dụng, các anh chị đảm bảo là chơi sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Vâng, em xin được quay gần để các anh chị cùng ngắm nhìn tác phẩm nhé. Vâng, bên dưới này là chúng em thể hiện những cái cuộn nước, vâng, những cái cuộn nước, những cái bọt sóng nước tung lên và đây còn có cả một cái khối vàng rất là đẹp đúng không ạ? Bên trên là một đôi cá xiêm tài lộc. Vâng, cá xiêm hay còn gọi là cá trọi là một trong những cái loài cá phong thủy rất được ưa chuộng ạ. Vâng, cá xiêm mang cái tính cạnh tranh, tính chiến đấu rất là cao. Vâng, trong đời sống thì là cá xiêm hay là cá trọi đấy, nó có tính chiến đấu rất là cao. Khi mà ở trong một cái môi trường nó sẽ quyết liệt chiến đấu, đấu tranh đến khi nào mình trở thành người thắng thì mới thôi. Vâng, đó cũng mang một cái ý nghĩa về phong thủy rất tuyệt vời dành đến cho những anh chị mình làm trong bất kể một lĩnh vực nào, đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có nhiều sự cạnh tranh thì anh chị có thể trưng những tác phẩm tượng cá xiêm như này. Vâng, để thúc đẩy tinh thần cũng như là cổ vũ cho bản thân có được những cái sự cạnh tranh cũng như là sự vươn lên. Vâng, trong mọi hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng sẽ nhanh chóng có những cái biện pháp, có những cái phương án để thoát khỏi những cái sự khó khăn đó. Mở một cái loài cá với cái tính chiến đấu rất là cao đúng không ạ? Và mang đến cái ý nghĩa về phong thủy, về tài lộc cho gia chủ. Và anh chị chơi một cặp như này thì rất là đẹp luôn. Vâng, cặp cá này kích thước rất là to anh chị nhé. Nếu anh chị có phòng khách rộng, mình hãy trưng bày tác phẩm này đi ạ. Vâng, sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của không gian của nhà anh chị rất nhiều. Và hơn nữa cái hình ảnh cá xiêm bởi cái chất liệu gỗ trắc đỏ đen ạ, đang xen giữa hai màu gỗ. Và gỗ trắc là thuộc top 1 trong nhóm gỗ 1A đấy ạ. Vâng, dòng gỗ quý và hiếm đúng không ạ? Chất gỗ rất là tuyệt vời luôn ạ. Vừa bền bỉ này, không mấy khi co ngót cong vênh và đặc biệt là chất gỗ rất tốt. Vâng, chơ lì với thời gian, anh chị sở hữu tác phẩm này và có thể chơi cực kỳ bền bỉ nha anh chị nhé. Vâng, em xin phép báo lại kích thước của tác phẩm này một lần nữa cho anh chị cùng tham khảo. Cao 66, rộng 1,03 m và chiều sâu là 45 như chị nhé. Chất liệu là gỗ trắc đỏ đen với giá là 7,6 triệu, bên em bao phí vận chuyển. Em xin phép quay gần hơn để các chị ngắm nhìn chi tiết tác phẩm này ạ. Mời chị cùng ngắm nhìn kỹ nhé, những cái đường nét, những cái đường vây, đường vẩy cá này được chúng em làm bằng tay, hoàn thiện bằng tay cực kỳ tỉ mỉ và sắc nét ạ. Đó, các anh chị có thể thấy những cái đường tỉa vô cùng sắc nét phải không ạ? Và rất là mềm mại, kết hợp vào đó là cái màu sắc của gỗ trắc đỏ đen rất tuyệt vời. Đây, bên này các anh chị cũng có thể thấy đúng không ạ? Những chú cá này với những cái phần vân y hệt như những cái chú cá thật bên ngoài đúng không ạ? Chú cá trọi, cá xiêm bên ngoài cũng có một cái bộ lông đuôi rất to, rất rực rỡ. Vâng, em sẽ quay cả mặt sau nữa để anh chị cùng ngắm nhìn tác phẩm như chị nhé. Anh chị nào đang yêu thích một tác phẩm mình trưng bày ở trong không gian gia đình mình, đặc biệt là với cái chất gỗ quý thì các anh chị có thể tham khảo chúng em tác phẩm cá xiêm này ạ. Rất là đẹp luôn. Vâng, với giá chỉ là 7.600.000 đồng. Bên em đã bao gồm cả phí vận chuyển cho anh chị nhé. Đã bao ship đến tận nhà cho anh chị rồi. Anh chị không mất chi phí phụ nào nữa. Là mình có thể sở hữu được một tác phẩm rất tuyệt vời này. Đó, anh chị thấy không ạ? Kể cả mặt sau chúng em cũng tạo những cái đường vân, tạo những cái đường gân của cái vây cá. Vâng, và những cái phần bọt nước, những cái cuộn sóng ở bên dưới này. Đó, vô cùng đẹp mắt luôn ạ. Vâng, chất liệu gỗ trắc đỏ đen, chất liệu gỗ rất quý. Vâng, chơi chất liệu gỗ trắc đỏ đen thì thực sự là rất là chất lượng rồi. Một cái dòng gỗ phải nói là gây nghiện, phải không ạ? Càng chơi càng mê. Vâng, càng chơi chất gỗ nên lại càng lì, càng bóng chất gỗ. Vâng, em xin phép mời anh chị ngắm nhìn lại phần tổng thể của tác phẩm một lần nữa như chị nhé. Và anh chị nào mà mình có không gian để trưng bày tác phẩm, các anh chị hãy liên hệ đến số điện thoại hotline của Tượng Gỗ Độc Đáo để chốt tác phẩm như chị nhé. Vâng, tác phẩm cá xiêm tài lộc, đôi cá xiêm tài lộc, chất liệu là gỗ trắc đỏ đen, với kích thước là cao 66, rộng 1m03 và chiều sâu là 45. Giá của tác phẩm là 7.600.000, bên em bao phí vận chuyển như chị nhé. Để đặt hàng các anh chị có thể liên hệ đến số hotline là 0938 410 333 hoặc số 0983 936 273 nhé chị nhé. Anh chị có muốn tư vấn hay có thắc mắc gì về sản phẩm, các anh chị cũng có thể liên hệ đến số hotline của bên em để được hỗ trợ ạ. Vâng, và em xin kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Và để ủng hộ cho tác phẩm, các anh chị hãy cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ và những lời bình luận, những lời góp ý vào video nhé chị nhé. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh, nhấn vào chiếc chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tác phẩm mới nào của chúng em ạ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn các anh chị và chúc anh chị luôn vui vẻ ạ.